đâu thì nổi tiếng ở đấy. Đây là một tiềm năng của Định Hóa, tương lai cũng có thể nói là của Thái Nguyên nói chung. Cứ đứng lên nhé, cứ đứng lên nhé. 22 người rồi, à mọi người tiếp tục và giúp kênh chia sẻ đi ạ. Để các khán giả nhanh chóng được vào theo dõi trận đấu này. Trận của vòng 1/16 thôi nhưng được trông chờ, được khán giả trông chờ rất nhiều. Bởi vì trận đấu có những nhân tố có thể nói là tài năng đang được mọi người rất chú ý. Trần Doãn Quyền ở đâu rồi mà bây giờ chào vận động viên. Công ra đây của này tỷ lệ như vậy thì quá là ít. Ít ra cũng khoảng 300-500 người trở lên. Mọi người tranh thủ giúp kênh chia sẻ lên nhóm nào đó hoặc là trên trang cá nhân để trận đấu này được đến nhiều với khán giả hơn. Đây là cũng là một thông điệp của giải đấu lần này và gửi đến cho toàn bộ những người yêu thích môn thể thao này biết đến Định Hóa cũng có những tài năng bóng chuyền phải nói là rất là đặc sắc, có những nhân tố tương lai. Trọng tài đã đề nghị hai đội trở lại sân rồi. Hai đội quay về sân để thực hiện các thủ tục và thi đấu trận 1/16. Đây là trận thứ tư. Đội hình Kim Phượng thì ngoài tài năng trẻ Phùng Tỏa số 20 ra thì còn có lão tướng Đặng Thảo mang áo số 1, một vận động viên có thể nói là kỳ cựu của bóng chuyền. Anh cũng là một trong những huấn luyện viên đã cầm quân đi thi đấu rất nhiều các giải đấu khác nhau. Hôm nay xuất hiện trong đội hình của Kim Phượng với vai trò là truyền hai. Hami chia sẻ mạnh tay vào nào. Vâng đúng rồi, Hami giúp chia sẻ đi ạ. Đồng Thị mình cũng nhiều người chưa biết đến trận đấu này đâu. Trận đấu này thì Đồng Thị đánh giá dưới cơ rồi. Đồng Thị là sẽ thi đấu với hết tinh thần và hết mình thôi. Nhưng quan trọng là sẽ được xem đội bạn thể hiện là sao khi mà ở trận vòng 1/16 này. Tài năng của họ đang xuất hiện. Vận động viên nam trẻ sinh năm 2005, số 20 có nickname là Phùng Tỏa. Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ chuẩn bị được theo dõi trận đấu của vòng 1/16 giải bóng chuyền hơi huyện Định Hóa năm 2023. Đây là trận đấu thứ tư. Cuộc đối đầu diễn ra giữa đội Kim Phượng và đội Xã Đồng Thịnh. Trận đấu còn phát lại trên kênh YouTube của các bạn. Thưa quý vị là ở phía gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi là đội hình của Nam Kim Phượng. Bên kia sân là Đồng Thịnh. Kim Phượng trong trang phục áo màu xanh. Những thủ tục quan trọng của trận đấu này đang được trọng tài cho hai đội thực hiện. Và cảm ơn Nguyễn Văn Bằng đã cổ động cho hai đội. Đồng Thịnh là đội phát bóng trước. Chúng ta hãy chờ đợi ngòi nổ số 20 của đội Kim Phượng. Phùng Tỏa sẽ công hiến cho khán giả những pha bóng như thế nào. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi. Trận đấu đã bắt đầu rồi. Điểm đầu tiên cho Kim Phượng. Chúng ta đáng chú ý đây là ngòi nổ của Kim Phượng số 20. Chắc chắn là sẽ không phải là chúng ta phải thất vọng đâu. Mọi người tiếp tục theo dõi, giúp mình chia sẻ.
số 1 Đặng Thảo của Kim Phượng. Vâng, lão tướng Đặng Thảo đã phát bóng không qua lưới. Có lẽ là sau giải đấu này, nam trẻ số 20 sinh năm 2005 sẽ có rất nhiều dịp để thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau. Họ đang được rất nhiều người quan tâm. Rồi. Pha bóng rồi, bóng không qua lưới. Vẫn là những pha bóng đầu tiên thôi. Bây giờ Đồng Tình có điểm số thứ hai. Nỗ lực cứu bóng của Đồng Tình, như vậy là bóng vẫn trong cuộc. Tiếng nổ đầu tiên đã được tạo ra từ cánh tay của vận động viên số 20 Phùng Tỏa bên đội hình của Kim Phượng. Điểm được phân đều cho đội Kim Phượng là 2 điều. Số 2 của Đồng Thịnh cũng đã phát thi một pha bóng tốt ở vị trí biên 4, tình huống nhảy lên băng lên từ tuyến sau, nâng điểm số lên cho Đồng Thịnh là 3-2. Một pha lái cổ tay rất khéo. Một đội chủ công của đội Kim Phượng tiếp tục giành quyền phát bóng và cân bằng điểm số của đội mình là 3 đều. Bóng bất chắn Kim Phượng ngoài sân. Tình huống tấn công của Đồng Thịnh. Các vận động viên Đồng Thịnh được đánh giá dưới cơ và điều đó cũng khiến cho họ trở nên thoải mái tinh thần. Họ sẽ thi đấu hết mình vì mộc cầu sắc áo và quan trọng là cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Và chắn bóng của Đồng Thịnh để lọt chắn và tình huống cứu bóng cuối cùng của số 14 bóng đi ra ngoài. Điểm cân đều cho Kim Phượng 4 đều. Kim Phượng phát bóng và các vận động viên Đồng Thịnh trong pha bóng vừa rồi thì cũng thiếu tập trung. Điểm Kim Phượng 5-4. Bóng khá căng của Đồng Thịnh. Các vận động viên Kim Phượng đã tổ chức bám chắn kịp thời. Điểm số cho Kim Phượng 4-6. Xin lỗi là 6-4. Tình huống phối hợp vào đà không thuận lợi của đội Đồng Thịnh. Vào tranh này thì trọng tài đã thổi còi, chúng ta chờ đợi quyết định trọng tài. Những nỗ lực của Kim Phượng rất cố gắng trong pha bóng vừa rồi, nhưng trước đó trọng tài thổi còi Đồng Thịnh là có pha có tình huống chạm tay vào lưới. Tiếp tục điểm cho Kim Phượng là 7-4. Điểm thuộc về Đồng Thịnh, điểm số 5-7. Vâng, xin chào hơn 50 người đã cũng đang xem, những khán giả đầu tiên. Đây là trận đấu của vòng 1/16 nhưng được khán giả rất quan tâm. Rất nhiều những khán giả đến thi đấu ở các vận động viên thi đấu ở giải đấu này cũng như là các cổ động viên đang có mặt trên khán đài. Mọi người hãy giúp kênh chia sẻ trận đấu này đến nhiều trang nhóm khác để tất cả những người yêu mến bóng chuyền được thưởng thức trận đấu hay như thế này. Lỗi, quả bóng vừa rồi, lỗi của Kim Phượng, điểm số cho Đồng Thịnh 6-8. Lâu lâu cổ động viên cũng đang rất ngóng chờ pha bóng của chủ công bên đội Kim Phượng. Một ngòi nổ có thể nói là được tất cả các khán giả đang rất trông chờ. Hiện nay của Đồng Thịnh thực hiện đường truyền có thể nói là không được tốt. Bóng ngoài sân. Điểm
số 16 cho Kim Phượng. Sẽ có tiến bộ chắc. Như vậy là không được rồi. Kim Phượng phối hợp nhưng vừa rồi số 7 Phi Công đã dứt điểm không tốt. Điểm số đồng Thịnh là 7-10. Quả bóng phải nói là rất cảnh giác của đồng Thịnh. Phương Tòa dứt điểm và bên kia Đồng Thịnh cũng đã chủ động xây lên một hàng chắn với 3 chắn, bóng không thể lọt. Điểm cho Đồng Thịnh là 8-10. Pha bóng vừa rồi thì cũng không phải là pha bóng tốt nhất của đội Kim Phượng. Thường thì số 20 đập bóng ở trên chắn. Tình huống cánh tay của Đồng Thịnh chạm bóng vừa rồi khi mà chuyền hai của đội Kim Phượng đưa bóng qua lưới ở trong khu vực 2m. Động tác chắn bóng đã bị trọng tài bắt lỗi sân bóng phạm luật. Điểm cho Kim Phượng là 11-8. Quyết định trọng tài là điểm cho Đồng Thịnh. Bóng đã chạm chắn của Kim Phượng trước khi ra ngoài sân. Dính vạch nhưng trọng tài biên cho rằng bóng ngoài sân và quyết định trọng tài cuối cùng là điểm cho đội Kim Phượng. Điểm số Đồng Thịnh và tổ chức tấn công tốt, bóng lọt chắn Kim Phượng. Điểm 10-12. Vậy là Đồng Thịnh cũng đã có một thế trận cho đến lúc này, cũng không đến nỗi nào lép vế trước đối thủ và đánh giá cao hơn. Bóng ngoài sân, điểm cho Đồng Thịnh 11-12. Ra ngoài. Điểm số được 12, được cân đều 12 đều rồi. Và bóng thuộc về Kim Phượng. Đồng Thịnh cũng đã tổ chức 3 chắn nhưng bóng đã lọt chắn. Kim Phượng dẫn điểm 13-12. Đánh bóng nhanh của đội Kim Phượng nhưng bị trọng tài bắt lỗi rồi. Tình huống tấn công vừa rồi đã dẫm vạch giới hạn 2m trước khi thực hiện động tác đập bóng. Điểm cho Đồng Thịnh 13 điều. Rất đáng tiếc, Đồng Thịnh phát bóng để bóng đi ra ngoài sân. Kim Phượng lại dẫn điểm 14-13. Nỗ lực cứu bóng của Kim Phượng rất hay. Bóng đã chuyển vào trong sân, cơ hội cho Đồng Thịnh dứt điểm. Không có động tác đập bóng nào. Và bóng của Đồng Thịnh. Điểm cho Kim Phượng 15-13. Thổi lỗi dính bóng bên phía Đồng Thịnh nhưng không biết là trọng tài bắt lỗi với vận động viên nào vì pha bóng vừa rồi cũng diễn ra khá nhanh. Điểm số là 16-13 cho Kim Phượng. Đồng Thịnh phải cắt điểm, cắt chuỗi lên điểm của đối thủ ngay. Nếu như để cho Kim Phượng nâng điểm số lên nữa thì những diễn biến tiếp theo sẽ rất khó lường. Và phối hợp lập bóng của Đồng Thịnh đã không thành công. Điểm Kim Phượng 17-13, khoảng cách đang là 4 điểm.
giật không ạ? Cảm giác như nó hơi bị lắc. Có thể là trong nhà thi đấu, tại vì nhiều người dùng mạng nên là khu vực này có thể là mạng không được ổn định. Thôi thì cố gắng thôi để khắc phục. Trận đấu tiếp tục. Bóng lót kịp thời của số 2 bị đội đồng thị bóng vẫn trong cuộc. Đội cho ai đây? Dứt điểm. Điểm cho Đồng Thị trong pha bóng này. Điểm số 14-17. Người thông cảm là hình ảnh cũng hơi bị vỡ, tại vì ở vị trí ngồi cách sân khá xa, không thể ngồi gần để quay được. Nếu như không dùng máy để zoom lại thì vị trí sân rất xa như thế này. Bóng nào không? Vẫn còn. Rất tiếc. Số 2 của Đồng Thịnh vang lên từ tiến sau dứt điểm nhưng đã bị lỡ đà. Điểm số 18-14 cho Kim Phượng. Thi đấu đang tiến đến những điểm số cuối cùng rồi. Và Kim Phượng đang là đội lợi thế. Của đội Kim Phượng. Điểm số 15-18 cho Đồng Thị. Lỗi phát bóng của Đồng Thị. Vậy là điểm số là 19-15. 19-15 cho Kim Phượng. Của lão tướng Đặng Thảo với đội Kim Phượng. Anh đã đọc vị được ý đồ của đối phương và xử lý của Đồng Thịnh nhanh chóng để lộ sơ hở. Vậy là kinh nghiệm của anh, của lão tướng Đặng Thảo đã giúp cho Kim Phượng có được điểm số vừa rồi. Điểm pha chạm bóng tốt nữa vẫn là vận động viên số 1 của Kim Phượng. Vậy là điểm số 21-15. Trận đấu thứ nhất đã kết thúc rồi. Đồng Thịnh đã phải chịu thua, nhưng mà cũng có thể nói là Đồng Thịnh có được điểm số thứ 15 cũng đã là cả một sự cố gắng trước một đội hình mạnh của Kim Phượng. Hai đội sẽ tạm thời nghỉ trong ít phút và thực hiện đổi sân để cùng bước vào diễn biến trận thứ hai. Các vận động viên của Đồng Thịnh cũng đã xác định tâm lý vào đến lượt vòng này đã là một kết quả ngoài mong đợi rồi. Khi mà đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn, họ cũng không mong đợi gì nhiều, cũng không có tham vọng, mà chỉ cần là thi đấu hết mình làm sao có được nhiều điểm số nhất. Và qua set đấu đầu tiên vừa rồi, Đồng Thịnh để thua điểm số 15-21 là một điểm số chấp nhận được. Thì cũng lãng phí khá nhiều các pha bóng để phát bóng bị lỗi. Thank you.
với sách đấu thứ hai trận 1/16 giải bóng truyền hơi nam, vâng, giải bóng truyền hơi huyện Đình Hóa năm 2023. Đây là nội dung bóng truyền hơi nam, cuộc đối đầu diễn ra giữa Nam Cổ Đồng Thịnh và Nam xã Kim Phượng. Thi đấu đầu tiên, Kim Phượng giành chiến thắng điểm số 21-15. Hà đội đã đổi sân, Đồng Thịnh áo trắng bên tầm này chúng ta đang theo dõi và thi đấu đã bắt đầu rồi. Trọng tài đã thổi lỗi của Đồng Thịnh, pha bóng vừa rồi lộn xộn thì bước chân của Đồng Thịnh đã sang phần sân của đối phương. Điểm số Kim Phượng là 1-0. Lỗi dính bóng của Kim Phượng, điểm cho Đồng Thịnh 1-0. Và bám chắn hay. Cầu thủ viên số 11, điểm Đồng Thịnh 2-1. Cho Đồng Thịnh không, chọn lót tốt, cú quả rất hiếm, ba chắn của Đồng Thịnh rất tuyệt vời, đáng khen cho pha chắn bóng này của Đồng Thịnh. Với ba chắn thì đúng là chủ công của Kim Phượng vừa rồi cũng không có được một bước đạt tốt nhất. Điểm cho Đồng Thịnh. Và đây là pha bóng số 2 của số 20 đồng, vâng, số 20 bên đội Kim Phượng. Và trận bóng đầu tiên thì các vận động viên Đồng Thịnh đã làm tốt nhiệm vụ. Nhưng tiếp vào bóng thứ hai, chủ công số 20 Kim Phượng đã đập bóng trên chắn. Bóng đã chạm tay Đồng Thịnh trước khi ra ngoài. Điểm số 3-0. Trang Hoàng Nam Quy Kỳ sắp đánh chưa? À, Nam Quy Kỳ buổi sáng mai mới đánh, tại vì theo bảng đấu thì chiều nay sẽ đánh đến trận của Đồng Thịnh và Kim Phượng thôi. Buổi sáng mai sẽ đánh những trận còn lại của vòng 1/16. Điểm cho Đồng Thịnh. Bóng đã chạm chắn của Kim Phượng trước khi ra ngoài. Đồng Thịnh dẫn điểm 4-3. Lực bám chắn xuất sắc, đó là Quang Ngọc số 69, quả bóng tốt nâng điểm số lên cho Đồng Thịnh là 5-3. Và thưa quý vị các bạn, được thi đấu trước một đối thủ được đánh giá cao hơn thì Đồng Thịnh cũng thi đấu với một tâm lý thoải mái. Dù thế trận, kết quả cuối cùng của trận đấu này có như thế nào thì họ cũng đã thi đấu hết mình. Điểm cho Đồng Thịnh 6-3. Chủ công của Kim Phượng vừa rồi không có được một tư thế dứt điểm tốt. Vâng, xin chào Trung Kiên, cổ vũ cho các anh em nhà đi. Tiếp tục điểm số nữa cho Đồng Thịnh. Pha bóng vừa rồi thì đội Kim Phượng đã thiếu tập trung. Điểm cho Đồng Thịnh là 7-3. Để thua điểm thua vừa rồi thì đội Kim Phượng đã tiếp tục phải xin hội ý. Đây là đợt hội ý quan trọng để cắt chuỗi liên điểm của Đồng Thịnh. Điểm bóng đang là 3-7. Vâng, điểm số là 7-3 cho Đồng Thịnh. Trận đấu tiếp tục. Và nỗ lực rất cố gắng của số 69 Đồng Thịnh để đưa bóng qua lưới, nhưng ở một tư thế quá khó, bóng không thể vượt sang sân đội bạn. Và cuối cùng thì điểm cho đội Kim Phượng là 4-7.
Kỳ Phượng. Vài người chủ công của Kỳ Phượng đã đập bóng ở một cắt bóng ở một tầm cao rất là khó chắn. Lỗi dính bóng. Và điểm cho Kỳ Phượng. Điểm số bây giờ là 6-7. Điểm số 8-6. Cũng cần có nhiều pha bóng hơn nữa đối với Đồng Vịnh để các vận động viên giải tỏa tâm lý và thi đấu tự tin hơn. Rất tiếc, bóng trên chắn nhưng ra ngoài, không hề chạm chắn của Đồng Thị. Điểm cho Đồng Thị 9-6. Và thưa toàn thể mọi người, là các trận đấu của giải đấu này cũng sẽ tiếp tục được đăng tải lại trên kênh YouTube ATK Miền Quê Vũ Nhộn với chất lượng tốt hơn và nhiều trận đấu hơn. Các trận đấu sẽ được đăng tải đầy đủ ở trên kênh YouTube, và có lẽ từ buổi tối hôm nay các trận đấu sẽ được đăng tải lần lượt. Còn các trận đấu mà live trên fanpage này thì là giới hạn thôi, không thể đầy đủ được, có nhiều trận đấu không thể live trực tiếp. Và chỉ sau ít phút vừa rồi, Kim Phượng đã nâng điểm số lên 8-9 rồi. Chạm lưới và bóng điểm số cho Đồng Thị 18. Chúng ta sẽ được quyết định của trọng tài pha bóng này điểm số thuộc về bên nào. Trọng tài cho rằng lỗi chạm vào lưới của Đồng Thị chứ không phải là của Kim Phượng. Bởi vậy mà điểm cho Kim Phượng là 9 đều. Điểm Đồng Thịnh 19. Hoàng Đơ hỏi là bậc nhiêu sân mấy? Bộc Nhiêu vừa nãy đánh với đội nào nhỉ, để mình xem lại kết quả. Lỗi của Đồng Thịnh, và bóng vừa rồi khiến cho Đồng Thịnh mất đi thêm điểm số nữa. Điểm Kim Phượng là 10 đều. À, Bộc Nhiêu lúc nãy thì đánh rồi. Bộc Nhiêu đánh trận cuối cùng. Bộc Nhiêu đánh trận cuối cùng của vòng bảng, đó là trận đấu của bảng G giữa Bộc Nhiêu và Linh Thông. Linh Thông đã giành chiến thắng, nhưng Bộc Nhiêu thua và đã dừng bước ở ngoài vòng bảng rồi. Pha bóng lăn xả của các vận động viên trẻ Kim Phượng. Vừa rồi phong tỏa chủ công của Kim Phượng phối hợp với đồng đội muốn tạo ra một pha bóng khó ở vị trí biên 4, nhưng Đồng Thịnh cũng đã rất tỉnh táo phòng thủ kịp thời. Và pha bóng thứ hai, chủ công của Kim Phượng đã làm cho khán giả phải tỉnh mắt. Một pha bóng khó. Như vậy là điểm cho Kim Phượng là 12-11. Nguyễn Thị Thủy hỏi là Bình Yên đánh chưa? À, Bình Yên đánh rồi nhưng mà quên mất là hai đội vừa kết thúc rồi, nhưng mà mãi bên sân bên này nên không biết kết quả như thế nào. Bình Yên thắng ạ. À vâng. À, theo một khán giả ngồi bên cạnh này thì cũng đã nắm bắt được là Bình Yên đã thắng rồi mọi người ạ. Bình Yên thắng. Đồng Thịnh phát bóng điểm số 12-13. Vâng, rất
đáng tiếc là pha bóng vừa rồi trọng tài các vận động viên của đội Đồng Thịnh đã đánh mất thêm một điểm nữa, thêm một điểm số quan trọng, điểm số của trận đấu thứ hai. Bây giờ Kim Phượng đang dẫn trước 15-12. Rồi của Đồng Thịnh, bóng ngoài sân, điểm 16-12. Lúc này Đồng Thịnh cần phải chấn tĩnh lại và lấy lại thế trận của mình. Nếu như để đối thủ ghi thêm một điểm số nữa thôi sẽ rất khó khăn trong những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Một đợt ý nữa của Đồng Thịnh để cắt chuỗi lên điểm của đối thủ. Trần Dương hỏi kết quả trượt chu với Phú Đình. Mình thấy là trượt chu ăn mừng rất to khi kết thúc trận đấu, và điều đó có nghĩa là trượt chu là đội giành chiến thắng nha bạn. Lão tướng trận là tướng Đặng Thảo kịp thời phát bóng, trận đấu tiếp tục. Bóng rơi bên phần sân của Kim Phượng, điểm Đồng Thịnh 13-15. Như là khán giả đang rất trông chờ vào những pha bóng của Kim Phượng, nhưng có lẽ là gặp đối thủ Đồng Thịnh thì tinh thần của Kim Phượng cũng phần nào có thể nói là hơi chủ quan. Đến lúc này thì chủ công số 20 cũng chưa có nhiều pha bóng đáng như mong đợi mà mọi người đang chờ đợi. Những pha bóng có thể nói là tạo ra tiếng nổ, khiến cho cả nhà thi đấu cần phải chú ý. Điểm Đồng Thịnh, điểm số 14-15. Và điểm số 14-16. Nhưng pha bóng của mình là quá khó, chủ công Kim Phượng đã quyết định đưa ra một pha đập bóng có thể nói là như búa bổ vào đối thủ, nâng điểm số lên cho Kim Phượng là 17-14 rồi. Lại một pha phối hợp nữa không đáng có của Đồng Thịnh, thì pha bóng vừa rồi các vận động viên phối hợp nhưng phối hợp đánh chồng, nhưng ở phía sau không có vận động viên nào băng lên thì bóng rơi ở phía sau. Và đầu tiên có lẽ vỡ trận rồi quý vị, điểm số 19-14 cho Kim Phượng. Chỉ trong một ít phút rồi Đồng Thịnh đã thiếu tập trung, và với những pha xử lý lỗi đã ảnh hưởng đến tâm lý của hai đội, của vận động viên đang thi đấu. Thêm một lỗi nữa, điểm số 20-14 là tâm lý đang trở nên rất nặng nề trước viên của Đồng Thịnh. Điểm số cho Đồng Thịnh trong pha bóng vừa rồi 15-20. Set đầu tiên Đồng Thịnh cũng để thua với điểm số là 21-15, và bây giờ đang là set thứ hai. Liệu rằng Đồng Thịnh có ghi được thêm điểm số nào nữa không? Kim Phượng đã có một tình huống bán chắn kịp thời, ghi điểm số thứ 21. Như vậy là Đồng Thịnh đã để thua Kim Phượng ở set đấu thứ hai với điểm số cũng như ở set đấu thứ nhất, điểm số 21-15. Nam nữ đội hình của Kim Phượng đang rất vui mừng trước cả thắng lợi trước đối thủ Đồng Thịnh. Nhưng tất nhiên rồi, kể cả có diễn biến tiếp theo Đồng Thịnh có cố gắng thì chắc chắn là sẽ còn rất khó khăn mới có thể vượt qua được Kim Phượng. Đây là trận đấu cuối ngày hôm nay. Vậy là ngày mai các cặp đấu còn lại của vòng 1/16 sẽ được tiếp diễn. Hiện nay còn 4 trận của vòng 1/16 nữa trong buổi sáng ngày mai.
Sau đó thì ban tổ chức sẽ cho các đội đánh vào vòng tứ kết. Trận chung kết thì sẽ được diễn ra trong chiều mai, bán kết và chung kết. Mọi người ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký đối với kênh YouTube để nhận thông báo khi trận đấu được đăng tải. Và fanpage này thì cũng mới thời gian gần đây thì kênh mới live trực tiếp các trận đấu thôi. Còn rất nhiều người chưa biết đến fanpage này. Mong mọi người chia sẻ giúp kênh để nhiều khán giả biết đến và theo dõi các trận đấu trong thời gian tiếp theo. Thôi, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khán giả cũng đã về rồi. Mọi người cùng gặp lại nhau ở trận đấu trong buổi sáng ngày mai, đặc biệt là chiều mai.